đẹp không? Đó, đổi góc nè. Rồi, đi nha. Rồi, ok, bye bye. Hẹn đấy. Ôi anh ơi, lúc nãy em thấy anh chụp cái máy này hay đấy. Có phải là máy compact không? Dễ dùng không? À không em, còn là còn Canon M200 hay là M200 gì đó của Canon. Em muốn thử không? Em thử cái. Tức là em hay đi du lịch với cả muốn chụp ảnh selfie với mọi người á. Thấy con này có vẻ nhẹ. Ừ, con này cực kỳ nhẹ. Nhưng mà nếu mà muốn chụp ảnh selfie thì con này phải dùng như nào? Đây, thì anh sẽ giới thiệu với em trước về con máy này, đúng không? Để em biết cách em sử dụng. Đây nó không phải là một con máy compact đâu, em nhìn nó nhỏ gọn rồi thôi. Nhưng mà đây là một chiếc máy mirrorless, tức là máy không gương lật đó. Chúng ta có thể thay rồi được lens. Thì đây là cái chiếc Canon M200 đó. Mình gọi M200 chứ không đúng ra là phải là M200 đó, nhưng mà đây là M200, em dễ nhớ, ok. Thì đây là một chiếc máy mà anh nghĩ rất phù hợp cho những bạn nữ thích chụp selfie hay là quay video vlog đó. Chúng ta có màn hình 180 độ này. Là cái đặc điểm đầu tiên mà em thấy giống hồi nãy em thích, em nói anh á. Mở lên gập xuống, tất cả mọi thứ mình điều khiển bằng cảm ứng hết, nó rất là dễ. Sơ qua một chút về ngoại hình nè, phiên bản màu trắng em thích không? Thích nhưng mà ok, thích. Thích đúng không? Ừ, chẳng lẽ không thích. Đấy, thì cái máy này á được làm hầu như bằng nhựa rất là bền. Cái vật liệu anh nghĩ nhựa bền thôi. Chị em dùng kỹ thì không sợ phải vừa đập kiểu va đập hư hỏng gì đâu. Đổi lại á, cái chuyện mà làm bằng chất liệu nhựa vậy nó sẽ rất là nhẹ. Để làm gì? Để mà khi chị em á, anh thấy dơ lên chụp ảnh selfie rất là nhiều, mà một cái chiếc máy nó nặng quá, dơ lên đau tay, con gái mà gân guốc kỳ lắm, đúng không? Okay. Nó mới nhẹ, nó có tầm gần 300 gram thôi, rất là nhẹ để chúng ta dơ lên chụp ảnh hoài hoài luôn, selfie đó, bỏ lên. À, okay. Đó. Chụp thử cái coi. Selfie tấm làm quen ha. Ừ. Đấy, bỏ lên mà chụp thôi. Ừ. Rất là đơn giản. Nhưng mà cái này nếu mà thấy chụp đơn giản thì có chỉnh được khẩu không? Vì thỉnh thoảng mình muốn chụp trong các điều kiện khác nhau. Em có biết chụp ảnh à? Ok. Thì cái con Canon M200 này á, khi anh chụp qua thì anh thấy nó rất là đơn giản để sử dụng. Nút chức năng nó có 3 chế độ chính thôi, là quay phim, chụp ảnh và auto. Cái chế độ auto này dành cho những người không biết gì luôn, là okay, mở lên để auto và chụp. Ta kể cả trong điều kiện sáng tối thoải mái. Ừ, nó sẽ tự động đo hết. Okay. Nhưng mà có biết một chút xíu về kỹ thuật thì nó sẽ ok hơn. Ừ. Bây giờ mình sẽ vào cái chuyện mà cái nút chụp ảnh này là dành cho người đã biết chụp ảnh. Có kiến thức về chụp ảnh thì cái chiếc Canon M200 này em có thể chỉnh được AV, TV, MB, các thể loại chế độ chụp phổ thông nhất. Thì anh đang để chế độ AV chụp đây, chỉnh được khẩu bằng cái nút bánh xe xoay này. Vì khi mà anh dơ lên chụp selfie như vậy á thì không có nút gì hết, bởi vì thiết kế nó rất là gọn nhẹ mà, nó chỉ có nút này thôi. Thì cái nút này giúp cho em làm gì? Chỉnh khẩu. Để mà làm gì biết không? Khi em chụp một người á, em để khẩu lớn là tầm F2, em để xóa phông nhẹ nhẹ, selfie xóa phông nhẹ nhẹ đúng không? Nhưng mà em ví dụ có bạn sao? Tầm hai người ví dụ như anh 8. Em thì em xoay cái này để khẩu nó tăng lên. Cái nút này rất là hợp lý, nằm đây hợp lý. Mình sẵn mình dùng một ngón tay mình giữ xong mình xoay đây luôn. Đấy, một tay thôi ok rồi. Đó, mình chụp đó, hai người thì anh để F8 nó sẽ lấy được em. Hợp lý không? Bây giờ em thấy có nhiều máy á, nó có filter á, không biết con này có sẵn không thì về đỡ phải kiểu chỉnh nhiều. À, có luôn. Thì em nói với em là mình có ba chế độ chính là quay phim, chụp ảnh bình thường và chụp ảnh auto plus, là cho những người không biết gì. Thì khi em gạt qua chế độ Auto Plus nè, nó sẽ nhảy ra một đống thứ. Đây như thế này, em có thể vào cái biểu tượng bút vẽ nè. Tức là cái trên chiếc M200 này kiểu công nghệ mà, nó ghi chú cho mình dũng gì luôn. Tức là nó có chữ để mà giải thích và hướng dẫn chúng ta. Thì nó ghi nè, em muốn xóa phông background, em chọn chế độ background thì máy sẽ kiểu nhận nhiều khuôn mặt rồi tự động mà chọn tách nền của em, xóa phông nhiều hơn, ảo hơn đó. Hoặc là em chỉnh được contrast, tức là độ sáng tối, độ màu sắc mạnh mẽ hơn. Em biết contrast rồi đúng không? Đấy, em muốn chỉnh lên sáng, nó sáng hơn, tối hơn, có luôn. Và đây cái chế độ màu, nó có những cái bộ lọc màu anh nghĩ cũng khá là hay để em có thể chỉnh được. Dễ nhỉ? Đấy, rồi mấy màu cổ điển vintage em úp liền. Cũng dễ hết, như kiểu chỉnh trên app. Đúng rồi, em chỉnh ngay trên máy để làm gì? Để khi em chỉnh xong rồi á, em set vậy luôn và em chụp nó sẽ trực quan hơn cho mắt em. Đúng không? Em thấy màu vậy, em thấy ok rồi, mình cứ set up vậy mình chụp luôn. Ừ, ok. Không cần phải về nhà lăng tăng chỉnh màu gì đây. Đó, nó là vậy. Em thấy ống kính này lúc mà chụp được selfie khá là rộng, về ống wide không? Ừ, thì đây là cái em ống kính. Em đổi lên được không? Được luôn. Bởi vì nó là chiếc mirrorless, nó không phải là compact. Tuy nó nhỏ hơn compact thôi, nhưng mà nó là mirrorless. Thì cái Canon M200 này nó sử dụng cái cảm biến á, cái sensor của nó là 24 chấm APS-C. Cái con M200 này nó có luôn cái chip xử lý ở DisplayPort 8, một chip xử lý mới và mạnh của Canon.
mấy con máy xịn nó cũng xài cái chip đó. Thì anh nghĩ em không quan tâm nó làm gì, em chỉ cần biết là nó mạnh. Đúng rồi, mình selfie lên máy mạnh, mình chụp liên tục được nhanh, không bị lắc, không bị gì hết, là ok. Chỉnh chọc màu mè luôn. Đấy, em chỉ cần nhớ là nó mạnh thôi, không cần nhớ nó là gì. Ok. Còn cái ống kính này á, là ống kính 22mm. Em nhân với hệ số crop lên nó là 35. Em biết ở tiêu cự 35 nó rộng nhưng mà nó vừa phải. Anh thích tiêu cự này để selfie, bởi vì khi anh selfie á, anh selfie một mình cũng được, nhiều mình thì cũng dơ ra xíu nó rộng hơn. Bởi vì nếu mà rộng quá mặt anh bị méo xấu á, hoặc là hẹp quá thì nó lại không thấy được không gian. Cho nên anh nghĩ mà chọn cái ống kính 22 là đẹp. 22mm nhân là tầm 35 đó, nó vừa đủ. Hoặc là anh thích thì anh gặp xuống mà anh đi chụp đường phố linh tinh cho vui. Nhưng mà có nhiều hệ thống lens cho cái máy này không? Tới thời điểm hiện tại thì cái hệ thống lens mà ISM, tức là hệ thống lens dành cho những chiếc mirrorless của Canon nó khá là nhiều rồi. Nó nhiều lựa chọn lắm. Anh thấy một cái điểm rất là thích ở cái chuyện cái lens của Canon mà mirrorless rất là nhỏ gọn. Em có thể mua thêm ống kính 50 hay là 35 gì đấy, nó cũng nhỏ nhỏ xem từng này nè. Thì lúc mà giống kiểu lens pancake đúng không? Ừ, nó rất là nhỏ và nhìn vào tổng thể thì nó ống kính không dài lắm, nó vừa nhẹ nữa. Em giơ lên em chụp nó chụp được lâu, chứ ống kính mà to quá kỳ lắm. Nặng nữa. Đấy, thì anh thích ống kính này nó nhỏ gọn, thay được. Nghe ok thế nào? Anh biết bao tiền không? Anh nghe nói là tầm 12 13 triệu. Em được nghĩ em nên tham khảo. Tặng làm quen nha. Ấy kìa. Hay nhờ. Lần đầu tiên gặp mà. Rẻ à. Bằng lương tháng của anh em ạ. Không được đâu. Đấy thì tạm thời như thế thôi. Em có Facebook hay gì không? Anh gửi ảnh cho. Hay là em có điện thoại ở đây có wifi á thì cái chiếc Canon M200 này á em có thể tải một app của Canon. Xong anh bắn thẳng ảnh này vào cái điện thoại của em. Ok. Cho anh số điện thoại để có gì em cần. Thôi anh tặng em thì em mới cho số điện thoại chứ không cho thì mất công. Thôi anh quản cái đủ rồi. Ok. Đi nha. Bye bye. Chào. Ok. Thì các bạn vừa thấy là mình vừa mới giới thiệu cho một bạn nữ ở đâu lạ quắc, thích máy quá, mình giới thiệu hết những nội dung chính mà cái chiếc Canon M200 này có. Đó thì mình sẽ nói cho các bạn thêm những cái tính năng khác mà Canon M200 có sẵn để giúp các bạn quay video hoặc là chụp ảnh selfie đẹp hơn. Đó là cái khả năng quay video 4K 24-25 frame hoặc là quay Full HD 50 frame chẳng hạn. Đấy thì nó giúp cho chúng ta có thể là tận dụng được cái màn hình và quay những đoạn vlog đẹp hơn. Cái điều thứ hai mà mình khá là ngạc nhiên ở trên chiếc M200 này đó là cái khả năng nhận diện mắt, nhận diện khuôn mặt đó, tracking rất là nhanh. Khi mà mình giơ lên chụp selfie thì gần như không có tấm nào out nét cả, bởi vì nó cái live view thực tế nó luôn song song với mỗi chuyển động của mình, không bị out nét. Mình cam đoan là vậy luôn. Các bạn có thể thấy là tracking liên tục. Đấy thì cái điểm này rất là hữu ích khi mà các bạn quay video đó, chúng ta không bị out nét, trượt nét, hoặc khi chúng ta muốn lấy nét sau chúng ta chạm vào màn hình cảm ứng để chúng ta chuyển đổi nét rất là ok. Đấy. Mà cái điểm thứ ba nữa là khi mà chúng ta quay chụp ở trời tối thì cái chiếc Canon M200 này có luôn cả flash cóc tích hợp bên góc bên này. Bật lại lên, chụp ảnh lưu niệm, chụp ảnh gì đó cần hỗ trợ ánh sáng từ flash rất là đơn giản. Đó, cần thì gạt xuống thôi. Ở trên chiếc Canon M200 này có thêm cả cổng HDMI. Vừa rồi mình đã trên tay và giới thiệu cho anh em về tất tần tật những cái thứ có trên chiếc Canon M200 này. Và đây là ba cái điểm cuối cùng mà mình muốn nhấn mạnh về cái chiếc Canon M200. Đó là màu sắc, màu trắng này cực kỳ đẹp và thích hợp cho những bạn nữ thích đi du lịch làm phụ kiện thời trang. Điểm thứ hai là cái màn hình lật này anh em có thể nhìn thấy rất là to, rộng, cảm ứng rất là nhạy và tất cả những chức năng anh em có thể dễ dàng bấm chọn tùy chỉnh bằng cái màn hình lật 180 độ như thế này. Cái điểm thứ ba nữa mà mình thấy đó là cái con Canon M200 này, cái bộ xử lý của nó rất là mạnh, giúp cho anh em có thể là hay là chị em quay phim video 4K hay là chụp ảnh liên tục hay là xử lý nó không bị có độ trễ, độ lắc gì đó, làm cho cảm giác chụp ảnh rất là thích. Đấy, đấy là những cái điểm mà mình thích ở trên chiếc Canon M200. Và cái anh em nếu mà thích cái video này thì có thể like và subscribe Camera Tinh Tế cái YouTube channel đó. Thì tụi mình sẽ upload những cái video chia sẻ tất cả rất là nhiều thứ về máy ảnh, kỹ thuật chụp ảnh, xem sách ảnh hay là những cái tip để anh em có thể chụp ảnh đẹp và tốt hơn. Ok, xin chào.